năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 120 năm từ khi người Pháp đầu tiên bước chân lên Sapa. Được bày trí ẩn mình trong dãy núi phía tây bắc, với độ cao 1.600m so với mực nước biển, Sapa thường có khí hậu mát mẻ quanh năm. Với đỉnh Phan Xipang cao 3.147m, thường được gọi là mái nhà của Đông Dương, Sapa là một kho tàng của vẻ đẹp tự nhiên. Đối với những người tìm kiếm sự yên bình thoát khỏi sự ồn ào của thành phố, Sapa mang đến một nơi trú ẩn với các khu nghỉ dưỡng yên tĩnh được bao quanh bởi những đồi xanh tươi nhiều khách sạn và khu nghỉ cao cấp đã mọc lên, bao gồm Topa Ecolodge, Villa de Monk Mountain, Sapa Z Hill và Lady Hill Sapa Resort, nằm giữa những đồi cây Cunninghamia bao phủ. Những điểm nghỉ này rất phù hợp cho những người trân trọng nghệ thuật tắm rừng. Khái niệm này bắt nguồn từ Nhật Bản, được gọi là Shinrin-yoku hoặc đắm chìm trong không khí của rừng. Những ngọn đồi đầy cây Cunninghamia, cách trung tâm Sapa 3 km, cung cấp một hành trình leo núi dễ dàng hơn nhiều so với việc leo lên Fansipan. Đường đi ở đây nhẹ nhàng và dễ dàng di chuyển, phù hợp cho mọi trình độ và khả năng thể lực. Sau khi xuất hiện tại Nhật Bản vào những năm 1980, tắm rừng đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Nó đóng vai trò là một phương pháp toàn diện về sức khỏe về cả thể chất và tinh thần. Dạo chơi trên những con đường mát mẻ với hoa thơm rực rỡ hai bên, du khách có thể thưởng thức cảm giác tươi mát khi hít thở không khí trong lành nhất. Trên đường đi, họ cũng sẽ khám phá những loài cây thú vị. Hành trình từ chân đồi lên đỉnh thường mất từ 1 đến 2 giờ, tùy vào tốc độ đi của mỗi người. Khi đứng trên đỉnh đồi, toàn cảnh tuyệt đẹp của Sapa hé lộ, bao gồm cả cảnh nhìn về dãy núi Hoàng Liên Sơn xa xăm. Du khách được yêu cầu không bắt đầu cắn trái cây và để lại